Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tập tô về những cái đồ dùng, những cái vật dụng mà rất là quen thuộc với lại cuộc sống của chúng ta, như quần áo này, váy vóc này, mũ này. Và hôm nay chúng ta sẽ tô một đôi giày thể thao nhé. Đôi giày thể thao này thì mình sẽ thực hiện tô bằng màu nâu đi và màu hồng đi, hai màu nhé, màu nâu và màu hồng nhé. Mình sẽ lấy màu nâu tô những cái viền trước nhé. Thế mình lấy màu hồng này. Thế thì mình sẽ lấy màu xanh lá cây để tô nhé. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong phần bài tập tô màu cho chiếc giày này rồi. Video của kênh thì cũng hết mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh để chúng ta ủng hộ cũng như là không bỏ lỡ bất cứ một video nào trong thời gian tới các bạn ạ. Tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.